Lan. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Asia Channel trở lại với chương trình hôm nay, cùng với sự có mặt đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ nói về nhạc sĩ Việt Khang trong nước đã bị bắt sau hai ca khúc anh viết về lòng yêu nước của mình. Và bây giờ thì một người khách đặc biệt nữa đến với quý vị, đó là nam ca sĩ Đoàn Phi. Thì hôm nay thì mình dẫn, mục đích là mình dẫn đóng vai trò là mình loan tin cho cả thế giới biết về Việt Khang. Cho nên anh bữa thì tụi anh đang thâu bài Việt Khang thì tình cờ Phi ghé tới. Phi nói em muốn ca bài này. Anh chưa gọi Phi nữa. Anh tính là từ từ anh sẽ gọi Phi, tại vì anh biết Phi đang đi show. Nó vừa đáp xuống phi trường, nó về nhà nó ngủ mấy tiếng, cái nó nhớ mấy thằng bạn nó gọi nó tới. Thì tụi anh đang thâu thì nó chạy tới gì đó. Thì anh chưa kịp nói Phi ca không nữa, tại vì anh nghĩ là cái bài này có nhiều khi nó cũng có nhiều chuyện sensitive của một số người mà không muốn tham gia vào, và anh rất tôn trọng cái vấn đề đó, cho nên anh chưa kịp hỏi Phi nữa. Thì Phi nói em phải ca bài này anh đồ, em phải ca. Thì anh muốn biết là lý do là sao, mà tại sao em muốn ca bài này mà trước khi mà anh mời em luôn. Em nghĩ em là ai? Em không là ai cả. So với anh Việt Khang, em không là ai cả. Đoàn Phi xin được gửi lời chào đến quý vị đại diện hình khán giả SBTN thân mến. Thì như anh Hồ vừa nói đó, thì cái lúc đó thì em vừa mới về nghỉ ngơi chút xíu, thì tối vô đầu xuân họp mặt với anh em mà thôi. Nhưng mà hôm đó thì cái không khí em thấy có vẻ vui hơn bình thường, là tại vì lúc đó anh em ai cũng góp phần ca trong cái bài Anh Là Ai. Trước đây á, em đã, nghĩa là cách đó không lâu, thì em khi mà ca khúc này vừa mới bắt đầu phát phổ biến rộng rãi trên internet thì em cũng có đã nghe cái lời bài hát Anh Là Ai rồi. Thì em nghĩ tại sao anh em ở đây ai cũng ca được hết mà em không được ca. Em cảm thấy em có một cái quyền. Em cảm thấy là em có một cái quyền là em muốn được ca cái bài đó, và em xin phép anh Hồ cho em ca cái bài đó. Có thể là ở Việt Nam em sẽ không có cái quyền để mà ca cái bài này một cách công cộng như vậy. Cho nên là em muốn được ca cái bài hát này, góp phần chung với lại tất cả những anh em của trung tâm. Anh Asia. Biết là em ở Việt Nam khá lâu. Tới mấy tuổi em mới ra khỏi Việt Nam? 26 tuổi em mới đi. 26 tuổi mới ra Việt Nam. Em sinh năm 1981. Là em nhỏ hơn Việt Khang. Tất nhiên là em là thế hệ sinh ra sau năm 1975. Và anh khi mà anh thâu ra bài này anh còn nhớ mà, ngày Tết mà mấy anh em ngồi anh nói nít với Mai Thanh Sơn với Quốc Khanh với Trang, mình vừa thâu ca mà vừa nhậu cho ba ngày Tết cho nó vui. Tụi nó thì nó, tụi nó ngồi vừa thâu ca, anh ngồi thâu thì tụi nó chơi thì anh ngồi thâu cho Đoàn Phi á. Anh vừa thâu Đoàn Phi mà vừa anh edit luôn á cho cái video á, thì anh rất là ngạc nhiên. Khi mà Phi nó khóc sức mướt như vậy. Nó nghẹn ngào lắm, nó ca không được. Trong lúc đang thâu anh. Đang thâu á. Khóc sức mướt thì không có, sức mướt kỳ quá. Em sức mướt hơn anh với ý là hành khách như nhất Mai Thanh Sơn. Tất nhiên là mình có ngẹn ngào nhưng mà mình không có đến nỗi như phim nó ngẹn ngào quá. Nó bức xúc hồi xưa giờ hay sao đó mà anh thấy nó ngẹn ngào hơn tụi anh. Tụi anh thì chỉ gọi là ngẹn quá cao cũng được thôi. Còn Phi nó có cái gì đó nó mà anh nhìn nó anh thấy tội nghiệp thằng nhầy quá. Anh không hiểu tại sao mà em có thể mà cái sự phản ứng của em ca bài đó khác anh với lại Khanh với lại Nick. Em có gì đó nó bức xúc hơn á. Em khi mà em ca cái bài đó thì quý vị nào nếu mà có dịp nghe qua cái ca khúc Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang, nếu quý vị là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, hiểu tiếng Việt Nam, không thể nào quý vị không thể bức xúc khi mà quý vị nghe cái ca khúc Anh Là Ai của Việt Khang được. Đoàn Phi khi mà nghe cái ca khúc Anh Là Ai với những cái ca từ ở trong cái bài hát đó, và khi mà có cơ hội để mà hát lên cái ca khúc của Việt Khang Anh Là Ai, thật sự là em không thể em thật sự là em không có
ngăn được cái cảm xúc của mình khi mà cất lên cái tiếng hát đó, cất lên tiếng hát cái lời đó, hát cái bài hát ai đó. Cũng bị, anh cũng bị em, dạ khi đó Khánh cũng bị, ai cũng bị hết. Chắc có lẽ là trong đám mấy người em mít ước nhất cho nên là em khóc nhiều hơn, nhưng mà em có thấy, anh thấy nó có vẻ nó, nhưng mà nếu mà như vậy thì Đoàn Phi có thể chia sẻ một cái câu nào, nếu em nói là em nhấn mạnh vào ca từ thì một cái câu nào mà nó là cái sự bắt đầu của cái cái suối nguồn tâm tư của em trong lúc đó, nó phải bắt đầu từ một cái câu nào đúng không? Ở trong cái bài hát Anh Là Ai thì nó có nhiều hầu câu như đúng, là nó có câu nào nó cũng chạm vào lòng của người nghe hết. Dạ, nhưng mà cái câu nào mà nó đã, cái câu mà khiến em mà nghẹn ngào á, mà phải bật khóc á, nó là câu câu cuối cùng, cội nếu em nhớ không lầm là cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Mà cái câu đó là cái câu mà em phải hát cao lên với và em phải hát với cái cảm xúc thật của mình cộng với cái lời hát mà một khi á, khi mà anh nào nhớ là khi mà em mới vừa hát vài câu đầu em đã bắt đầu nghẹn ngào rồi. Khó ca lắm, rất là không hiểu tại làm sao, ai cũng bị không hiểu tại làm sao mà khi cất tiếng hát cái bài đó mà mình lại có thể nghẹn ngào đến vậy. Mình không ca được. Dạ. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì đặc biệt là với các bạn trẻ mà sử dụng Facebook và YouTube hàng ngày thì please các bạn hãy tiếp tục loan tin này cũng như là nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Việt Khang đã viết. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về đất nước, nguồn cội, quê hương của mình và muốn làm một điều gì đó cho quê hương và con người Việt Nam, đây là lúc. Mong các bạn hãy tiếp tục nói với những người thân của mình cũng như là loan tin này khắp nơi trên Facebook. Đài truyền hình SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ xin cảm ơn rất nhiều, cũng như là quý vị có thể tìm thấy tất cả những thông tin cần thiết trên website của chúng tôi là www.sbtn.tv hoặc asiachannel@sbtn.tv. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp lại kỳ tới với Asia Channel. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ mày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này sao quá nhiều đắng cay? Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi trông giặc tàu ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Vietnam is an important country and that the people need to own Vietnam, not China, not the Communist Party. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi trông giặc tàu ngoài sông.
xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đan tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay chìm miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?